Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Biết Channel và mình là Đăng Anh. Trong video clip ngày hôm nay thì Đăng Anh sẽ nói về một vấn đề, một đề tài vô cùng hấp dẫn và nóng bỏng. Đó chính là xin ghép. Và như các bạn biết đó thì nếu như một người dùng của chúng ta muốn xài một chiếc điện thoại iPhone nhưng với mức giá rẻ hơn so với thị trường thì chúng ta thường sẽ tìm đến iPhone Lock. Và nếu như muốn kích hoạt chiếc iPhone Lock đó và sử dụng nó một cách bình thường thì chúng ta phải cần một chiếc SIM ghép. Và nếu như muốn kích hoạt cái chiếc SIM ghép thần thánh đó thì chúng ta phải cần một cái mã gọi là mã ICCID. Và như các bạn cũng đã biết, bởi vì ICCID là một mật mã mà chúng ta nói một cách dễ hiểu thì là chúng ta dùng hơi không được chính thức cho lắm lên chiếc iPhone của mình. Vì thế thì nó sẽ bị chính Apple tiêu diệt sau một khoảng thời gian dài sử dụng. Ví dụ như là các mã SIM ghép ICCID version 1, 2, 3, 4, 5 thì cũng đã đều bị triệt tiêu sau những lần tái hồi sinh. Vậy thì gần đây mã ICCID cuối cùng vào tháng 10 năm 2017 bị tiêu hủy thì chúng ta lại có thêm một tin vui mới, đó chính là từ trang web Hacker, hay còn gọi là cái trang web sản xuất SIM ghép chính thức và lớn nhất trên toàn thế giới đã tung ra một cái công cụ giúp người dùng chúng ta có thể tính toán ra được mã ICCID để có thể sử dụng với chiếc điện thoại iPhone của mình. Và các bạn biết không, với một lần tính toán như vậy thì chúng ta sẽ có được 100 mã ICCID khác nhau. Và tính tới thời điểm hiện tại thì công cụ này đã giúp chúng ta có hơn hàng ngàn mã ICCID mà một người đã từng sử dụng một trong những mã ICCID mới này đã cho rằng đây là những mã ICCID hoàn toàn có thể sử dụng và kích hoạt được bình thường. Vậy thì nghe tới đây chúng ta sẽ tự đặt ra một câu hỏi là liệu đây có phải là lần thực sự hồi sinh của mã ICCID mà không bị triệt tiêu nữa hay không? Và thực sự là iPhone Lock đã sống lại nhờ những mã ICCID thần thánh này. Nếu như mà bạn nào có thắc mắc về những mã ICCID này thì chúng mình sẽ để vào link bên dưới. Bạn có thể thử những mã ICCID này để hồi sinh lại chiếc iPhone Lock của mình nhé. Và nếu như bạn nào đã thử sử dụng thành công những mã ICCID mới từ cái công cụ của trang web hay hoạt này thì hãy để lại dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Bi Channel nhé.